Khi tôi nghe những người bạn ở Mỹ nói đi du lịch ở Nhật, đi châu Âu hưởng tuần trăng mật, nói thật tôi ngưỡng mộ đến muốn khóc. 6 năm rồi tôi không có ngồi máy bay. Lần trước có lẽ là lần tôi qua đây học đại học. Lần này cuối cùng đã tới phiên tôi rồi. Còn thuộc dạng khỏi trả tiền. Tại sao vậy? Vì công ty điều tôi về Hồng Kông làm việc. Tên của tôi là Văn Vật Lãng. À, cảm ơn. Học 4 năm đại học ở Los Angeles và làm việc 2 năm, tổng cộng 6 năm xa quê hương. 6 năm rồi không có về. Thực sự rất là nhớ nồi cơm. Nồi cơm ở nhà đó. Đây chính là ngôi nhà của tôi. Trong 20 mấy năm qua, căn nhà này thay đổi rất là nhiều. Chỉ có một điều 30 năm vẫn không thay đổi. Chính là công việc của ba tôi. Ba tôi tên là Văn Siêu Kiệt. Là kiệt xuất, chữ kiệt. Ba tôi hoài lắm. 30 năm qua không hề thụt lùi. Nhưng mà cũng không hề tiến bộ. Vì chưa bao giờ ba lên chức. Vẫn là nhân viên kiểm tra vệ sinh. Màu sắc nước cũng rất quan trọng. Nước là dễ sinh vi khuẩn. Ba tôi làm người đã mấy chục năm rồi mà vẫn không biết. Nói đạo lý cũng giống như là phụ nữ mặc ngắn ngắn gì đó. Dĩ nhiên càng ngắn càng tốt rồi. Quà ma, quần con đâu? À, có liền. Quà ma ơi, cái áo của con đâu? À, có liền. Nè, người phụ nữ làm việc không kịp nghỉ tay này họ Dương, là má của tôi, cho nên được gọi là Hoàng A Ma. Có biết tại sao chữ má có bộ nữ và chữ mã không? Quà ma, có cơm ăn chưa vậy? À, có liền, có liền. Bởi vì là một người phụ nữ và làm trâu làm ngựa cho gia đình. Có người hỏi tôi tại sao thường ngày ít thấy học bài nhưng lại tốt nghiệp được. Câu trả lời rất là đơn giản. Văn Vật Hy, được chưa vậy? Được rồi, sắp được rồi. Chính vì có một đứa em trai rất là lịch thiệp, dĩ nhiên có một người anh trai xuất sắc rồi. Còn đứa em trai út của tôi, Văn Vật Thanh, là một người rất là mô đen. Phải rồi, đã nói hôm qua tuyệt vời rồi. Chỉ có mấy người khờ khạo tụi bay mới không có hiểu thôi. Còn tao là hạng siêu cấp mà, rảnh rỗi đi dạo đi bắt phố, đi tạo mối quan hệ khăng khít, mày có hiểu không? Đừng có tối ngày nhưng nào mà nhà à. Chứ đừng có hỏi tôi tại sao nha. Cũng như nó nói, tôi cũng họ không thôi, là không biết gì đó. Nhà thằng nào đi chứ bây giờ? Được rồi, được rồi, nãy giờ chờ anh thôi. Để bảo đi. Để lên, đóng cửa lại. Trong ngôi nhà này còn một người chí cao vô thượng. Ông là ông trời của chúng tôi. Bởi vì trên lầu, mỗi một miếng ngói, mỗi một viên gạch đều thuộc về ông. Ông là đất của chúng tôi. Bởi vì tầng dưới lầu cũng thuộc về ông. Ông là điểm tựa trong cuộc sống của chúng tôi. Vì việc ăn, việc uống của cả nhà chúng tôi đều do ông. Ông là Thái Thượng Hoàng, hoài quyền nhất của chúng tôi. Là ông nội chúng tôi, Văn Thái Lai. Không biết khi nội đặt cái tên này thì cuốn tiểu thuyết võ hiệp ra chưa? Còn một điều 30 năm qua không hề thay đổi là chủ nhật hàng tuần chúng tôi có một cuộc hẹn rất quan trọng. Trừ phi chết rồi, bệnh rồi, gục rồi, điên rồi hay là bị người ta bắt cóc rồi. Còn không thì
dù có bận rộn cỡ nào cũng phải đến dự. Vì lúc nào nội cũng nói, mỗi người chúng tôi ai cũng phải hướng về gia đình, cống hiến và hy sinh. Em đến đúng giờ nha, anh Hai tới sớm. Anh không muốn cống hiến đâu. Em cũng đâu có muốn hy sinh. Con chào ba. Con chào ông nội. Con chào, chào ba. Ông nội. Chào ông nội. Rồng này chưa gõ chuông đã tới nơi rồi. Những người này là người nhà của tôi đó. Mỗi tuần họ đều phải làm một động tác chỉ định. Đại hội họ văn đó, tất cả những người họ văn đều phải đến dự. Tang họp hẳn nói nha. Đó, hai vị này là cô ba của tôi và chồng của cổ. Ủa, hình như còn thiếu ai đó. Ủa, cả nhà của tôi đâu? Có người sẽ hy sinh anh Dũng. Xin chào, chào. Chào. Lần này cũng là tụi con tới trễ. Tụi con đã ra khỏi nhà sớm hơn rồi. Chỉ tại con lái chiếc xe lớn, khi tới bãi đậu xe bị kẹt và xếp hàng cho nên mới tới trễ. Dù ra cửa sớm mình cũng vô ít thôi. Dạ phải, gia đình con đi sớm hơn 5 phút, 45 phút đã ra khỏi nhà rồi. Ồ, hèn gì tới trễ thì ra 45 mới ra khỏi nhà hả? 15 phút á thì có thể tới đây sao? Vậy bữa ăn này con đãi. Uống trà. Được rồi, xin mời. Mỹ Tiên à, cho 3 món vị cá sủi cảo đi. Dạ được. Con gà trân châu vị cá. 13, 24, 36, cảm ơn. Tức là há cảo cà ri, cá viên cộng thêm bánh cá có phải không? Nè, thôi thì cho tôi món cơm chiên phú quý đặc biệt, món này mắc nhất đó. Hay là gọi xá xíu phá lấu thập cẩm đi, bưng lên nguyên con heo sữa đi, thế tuyệt quá luôn á. Tụi con gọi nhiều như vậy có ăn hết không đó? Hình như bây giờ thực đơn điểm tâm đã gọi hết rồi. Đúng rồi, ăn không hết đừng có gọi, không có được đem về. Ba, không sao đâu, quan trọng là mọi người vui vẻ mà. Lần này cũng là gia đình con mời, có phải không? Vậy lần sau tụi con đến sớm hơn đi, đúng giờ thì ba đãi. Dạ được rồi ba. Có phải ông nội tôi nói chuyện tiểu lâm lắm không? Người trong dòng họ văn chúng tôi rất là thích nói đùa. Nè, ba của tôi dĩ nhiên là quay rồi. Còn những thành viên khác, người nào cũng quay hơn. Đó, nè, cô ba của tôi nhân viên chính phủ cao cấp. Dượng ba là nhà kinh tế học. Dượng tư của tôi là ông giàu có. Vợ của dượng ấy là bà giàu có. Cho nên con trai của họ là con của người giàu. Dượng tư rất là thích mời chúng tôi ăn sáng, vì thông thường gia đình họ đến trễ nhất. Còn ông nội của chúng tôi là hiệu trưởng rất cao vọng trọng. Ngoài trừ nội ăn nói tiêu lâm, còn có một lối nói chuyện luôn làm cho chúng tôi lo lắng. Nội có hẹn rồi. Câu này không phải chuyện nhỏ đâu. Có lẽ nội thực sự có hẹn, cũng có thể là hẹn với thần ngủ hay là... Giật Thanh à. Ê, dạ nội. Lát nữa con có việc gì làm không? Nội có hẹn với con. Nội đâu có hẹn với con. Không có sao? Gia đình không có rồi. Nè, vậy bây giờ nội hẹn, lát nữa con nhớ cùng nội tới chỗ thư họa lấy đồ nha. Nè, ăn tiếp đi, ăn tiếp. Dạ, ăn đi. Đã nói là nội tôi tiếu lâm lắm mà, không làm cho chúng tôi hoảng sợ thì làm cho chúng tôi ngạc nhiên. Bữa ăn này cả gia đình chúng tôi ăn rất là vui, ngoại trừ em trai út của tôi. Ý, nội ơi, đèn xanh kìa. Nội biết rồi, đèn xanh nãy giờ là sắp chuyển đèn đỏ. Ý, cũng phải ha. Ông nội giỏi quá. Đẹp quá. Trời ơi, nói chuyện vui vẻ quá. Nè, chắc có cái gì hay phải không? Chào anh, coi đây. Chúng tôi cố tình tìm một bức chữ cho anh nè. Ôi chà, bốn chữ này hả? Ý, ngay cả chữ của cư sĩ Đông Châu Hà Thiệu Cơ mà anh cũng tìm được hả? Giỏi. Dĩ nhiên rồi, vì tôi biết anh thích mà. Tôi vừa nhìn thấy rồi thì đem về đây trước. Đúng ra còn có một bức trung cận chính trực của Hà Thiệu Cơ, vì tôi nghe người ta nói vậy. Tôi định đem về cho anh luôn, nào ngờ không có liên lạc được. Này, trung cận chính trực á, lý lịch bốn chữ này không phải ít đâu nha. Mấy anh có biết không, ngày xưa hoàng đế đã ban bốn chữ này cho Huỳnh Tôn Hán đó, mấy anh biết không? Không phải chứ, từ thời đó nó tới 2004 thì phải nói lâu lắm. Trời ơi, buồn chán quá đi. Người ơi, cứu tôi với. Sao nói tới đây chơi bóng rổ? Nhưng mà trái bóng ở đâu mới được chứ? Nè, con trai lớn của tôi đó vừa được điều từ tổng công ty bên Mỹ về đây thôi. Giỏi lắm đó. Ý, bộ con phải nói đang học sao? Học xong lâu lắm rồi.
nó chưa tốt nghiệp đã được mấy công ty lớn mướn rồi. Công ty bên Mỹ đó, XMC, công ty này lớn lắm đó nha. Tôi thấy có cơ hội để cho nó học hỏi. Hình như là mấy cái thứ thiết kế sản phẩm gì đó. Vậy hả? Trời ơi, giỏi rồi. Cháu rồi, lớn mà. Hai đứa là con trai của tôi đó. Nè, vì chú Tám à, chú quen cháu từ nhỏ đến lớn, đúng là có nhân tố di truyền, nên giống tôi hồi còn trẻ. Giống như Trang anh hồi còn nhỏ. Mỗi lần khi ba tôi chơi bóng rổ với chúng tôi, đặc biệt lanh lợi, không phải tại ba thực sự thích chơi bóng rổ, mà vì không có nội ở bên cạnh cằn nhằn cứ nhử ba. Là ba. Đừng chơi. Mà nè, đứng yên thôi, đã vậy rồi ba coi chừng xảy ra chuyện đó ba ơi. Xảy ra chuyện ba chưa suốt chiều thôi. Có biết lúc nãy ba làm gì không? Làm gì? Thử bóng thôi. Không phải đâu ba, đâu có ai chơi bóng rổ 2-3 chiều chứ, có chừng bị cảm nắng nữa. Cảm nắng hả? Đúng hả? Chú ơi, anh Hai giỏi quá. Giỏi quá. Được vài phần trọng lực của ba. Theo ba học hỏi thôi. Có phải bên đó con thường chơi bóng rổ với mấy thằng Mỹ đen không? Mỹ đen cái gì chứ, cô da đen thì có. Này giới thiệu với ba vài cô nghe. Thôi khỏi chừa phần ba, giới thiệu cho Vật Hy đi. Chuyện gì? À không, ba nói là tặng cho em nè. Ơi, cũng may ta chơi mau lẹ thôi. Cho con luôn. Trời ơi, hai người cấu kết với nhau hả? Trời đi. Ôi dạ. Trời. Cứu con ba ơi. Trời đi ba, trời. À, cứu con. Trời đại ca, không phải anh chứ. Anh có thể đừng cẩu thả quá không? Anh về nhà mấy ngày thì quần áo bỏ ở đó, mấy ngày anh làm ơn dọn dẹp giùm em đi. Biết rồi, một lát đi. Gì một lát đi? Trời, gì kỳ vậy? Vật Thanh lại phá tủ áo của em nè. Trời, quần áo này còn chưa giặt nữa sao? Ở đây, trời ơi, chung phòng với hai người đúng là xảy ra chuyện thiệt đó. Thật ra, làm đàn ông có rất nhiều việc không cần làm. Chỉ cần mình có một người mẹ, có bạn gái, hay là có một đứa em trai như tôi vậy. Người đâu? Ra phụ một tay đi. Người đâu? Chuyện gì vậy? Trời ơi, Khiên Tâm Bản gì lớn quá vậy? Cầu giúp em đi, con em mệt về quá hả? Dạ phải, Hàng Quý hả? Giới viên Hàng Quý rồi. Xuyên thời gian 300 năm rồi. Đôi chân của con gì nói đứng đúng 4 tiếng đồng hồ luôn đó. Trời ơi, nhưng để đó choáng chỗ lắm. Có phải để vào chỗ phòng trước không? Ông nội có nói là để ở đâu không? Có phải để trong phòng sách không? Ông nội có dặn không? Con không biết. Trời ơi nè, theo con suy đoán nha, nếu không để trong phòng sách, không để trong phòng ngủ, thì chắc chắn là không để trong nhà bếp. Trời ơi, con đừng có nói bậy mà, để hỏi ông nội đã. Nói vậy đâu có được đâu. Mọi người từ từ làm đi, con hẹn đi chơi với bạn. Nè, nói một tiếng với ông nội rồi hẳn đi. Không cần đâu. Nè, đừng phá tủ áo của anh nha. Nè, má, nó tùy tiện nhét quần áo vô tủ của con kìa. Vậy hay quá, hỏi ý của ông nội trước đi hả? Nè, em đừng phá tủ áo của anh nha. Hoàng Ma, tối nay mình ăn món gì? Coi ý của ông nội ra sao rồi hãy quyết định nha. Bà, nè, cầm đỡ trước đi. Trời ơi. Bà ơi, nè, tôi được nghỉ phép mấy ngày, tôi và bà đi Trung Sơn chơi cho vui. Hả? Có cần nói với ba một tiếng không? Chuyện của vợ chồng mình có cần hỏi ý của ba không? Nè, ông đi đâu vậy? Đi tiểu đó, có cần hỏi ý ba trước không? Tới giờ rồi, thức dậy đi. Má nấu thức ăn sáng rồi, lẹ, có món bánh thơm mà con thích nhất đó. Thức dậy đi, bảo đảm tụi con sẽ no nê. Bữa nào mà không ăn no nê, nhưng mà con muốn ngủ no nê trước. Ủa, nội đi núi về rồi đó. Anh trước mà. Em mắc quá. Rồi, ba đi chung đi. Dạ, được vậy. Một đứa đánh răng, một đứa đi toilet, từ nhỏ đến lớn là như vậy mà. Bộ chưa từng thấy sao? Tại sao chúng tôi phải dành toilet? Vì ngoại trừ họp lập pháp ra, gia đình chúng tôi còn có một buổi ăn sáng. Là mỗi buổi sáng phải họp đúng giờ. Sáng nào chúng tôi cũng ngồi đủ mặt ăn sáng. Vì ông nội nói ăn sáng là lúc cả nhà dễ trao đổi nhất. Chào nội, chào ba, chào ba má. Ba nè, hôm nay là ngày đầu tháng. Tháng trước xài dư 2.800 đồng. Sao dư nhiều quá vậy? Vì có nhiều thứ, ba ra tiền không có triệu vào tiền chợ. Vậy gửi về sổ tiết kiệm gia đình đi. Vậy lát nữa con tới ngân hàng gửi. Phải rồi,
gia đình chúng tôi có một tài khoản. Nó nói số tiền này dành cho gia đình xài lúc cần thiết là tiền lúc nguy cấp đó. Còn chi tiêu thường ngày là dựa vào đầu tư cống hiến và hy sinh mà ông nội nói. Đầu tư là sao? Ba ơi, tiền chợ tháng này. Cống hiến là gì? Nói tiền chợ tháng này. Tốt. Nên tất cả chúng tôi đã hy sinh, nhưng mà chúng tôi chỉ hy sinh chút xíu thôi. Người hy sinh nhiều nhất vẫn là ông nội. Tiền à? Lát nữa lấy tiền chợ trong sổ tiết kiệm của bà. Con biết rồi ba. Ôi Giật Thi, tất cả mọi người đang chờ con nè, lại lên đi, nó phải tới trường ngay đó. Sắp xong rồi, ra liền. Ây da, đi được, đi đi. Chậm ra, phía trước có đèn đó kìa. Nội tôi còn có một sở thích là nè, thích làm chỉ huy. Trước có bùng binh kia kìa. Bất kể nội ngồi xe, ăn cơm, đi dạo, đều thích chỉ chở chở. Cho dù ba tôi chạy con đường này mấy chục năm rồi, mà ngày nào nội cũng thích chỉ chở chở. Nè, quẹo trái, đằng trước quẹo trái, coi chừng đụng trúng xe băng ngang đó. Lái xe cẩn thận. Nè, ở đằng trước á, quẹo trái. Làm ơn cho xuống trạm điện ngầm. Lái xe cẩn thận đó, coi chừng đằng trước có đèn đỏ. Xin lỗi nha, hôm nay bà không có nói hai câu này. Đèn xanh đèn đỏ đằng trước đã đổi rồi, ra tới đầu đường phải quẹo cua, lái xe cẩn thận. Chào hiệu trưởng. Chào em. Chào phó hiệu trưởng. Chào em. Ý, chào hiệu trưởng. Chào cậu. Lát nữa sẽ có một cuộc họp bàn về chuyện tài chính. Chỉ là họp thường lệ thôi mà. Không phải đâu. Nào là giảm bớt lớp, rồi bớt hoạt động ngoại khóa hè. Thật ra hoạt động ngoại khóa thì đã bớt, tới không thể bớt nữa. Nếu bây giờ còn bớt thì hiệu trưởng tôi thật sự... Được rồi mà, tôi chống đỡ được. Thời buổi này dĩ nhiên tiền lớn hơn ông trời rồi. Để coi xương của ai cứng. Xương của tôi cứng đến độ có thể đánh trống được đó. Vậy tất cả giáo viên chúng tôi trông cậy hết về hiệu trưởng nghe. Dựa vào xương của tôi đánh trống hả? Trời ơi, ông còn nói đùa, những hồ sơ họp đã để hết trên bàn, có gì không hiểu cứ hỏi tôi được không? Được rồi. Bà cái gì chứ, phải cần quyết định đi. Hiệu trưởng Văn à, ông đừng có trách ông Lê quạo vậy nha, ông cũng biết tính ổng rồi. Tôi hiểu mà. Đề nghị vừa rồi của ông hay lắm mà, chúng tôi sẽ suy nghĩ lại. Hiệu trưởng yên tâm, chúng tôi nhất định ủng hộ ông. Cảm ơn ông xe. Hiệu trưởng, hiệu trưởng. Cũng may có ông thôi, chứ nếu không thì tôi không biết làm sao mà tranh cãi với những ông tổng. Trời ơi, đã tới giờ ăn trưa rồi, đi thư giãn đã. Tôi có hẹn với các học trò cũ ăn trưa, tôi về bàn tiếp. Dạ. Bây giờ làm hiệu trưởng như chúng ta thật là khó. Chính phủ chỉ nói một tiếng cắt bớt chi phí thì chúng ta phải bớt. Chỉ là đề nghị thôi mà. Khổ nổi là chỉ một lời đề nghị thì tất cả các trường học đều phải làm việc. Này hiệu trưởng, uống ly trà trước đi. Cảm ơn nha. Theo quý em không cần phải bàn luận, giảm tài chính thôi mà, em tán thành đó. Không phải anh chứ, bây giờ hoàn cảnh giáo dục khó khăn lắm rồi, còn bớt tài chánh, chúng ta sẽ rất là khó làm việc. Đâu thể nói với anh được, chúng ta tiết kiệm tiền kiểu này là có trách nhiệm với những người đóng thuế thôi. Nè, vậy theo em những người đóng thuế đời sau có phải không? Hả? Em tưởng chúng ta lên lớp xong là có thể về được hay sao? Ý của em không phải vậy, ý em có nghĩa là giảm bớt những tiết hoạt động ngoại khóa thì không thành vấn đề. Giảm bớt những tiết học thêm cũng không thành vấn đề. Giảm bớt số lượng lớp học, tăng thêm số lượng học sinh cũng không thành vấn đề, phải không hiệu trưởng? Thật tình tôi không có giỏi như anh vậy. Phải đó, bớt giáo trình không thành vấn đề, bớt hoạt động ngoại khóa cũng không thành vấn đề. Vậy tức là sao hả? Nè, tức là không có cục thịt mỡ này cũng không thành vấn đề hả? Không có hột vịt muối này cũng không thành vấn đề. Muốn bớt luôn số đậu này, đậu xanh này cũng được hả? Vậy tức là một cục nếp đó ha. Nếu 30 năm trước như vậy thì em là một cục nếp thôi, có hiểu chưa? Một số người cho rằng từ tổng công ty ở nước ngoài điều về chi nhánh ở Hồng Kông thông thường là lên chức, nhưng mà vào thời cổ có thể gọi là lưu đày, có thể gọi là giáng chức, hay gọi là bị đi. Về đây được một tuần rồi, tôi đã nhìn khắp trần nhà. Buồn, thật ra là một sự đày đọa.
Nhưng mà điều khó chịu nhất chính là ở đây có một con ruồi rất lớn. Chào cô Sử. Xin chào cô Sử. Giật lãng phải không? Dạ phải. Trước đây có phải cậu theo Lincoln không? Dạ phải. Cậu yên tâm, tôi không ngược đãi cậu đâu. Là cấp trên trước đây rất tốt với tôi, nhưng mà trong cuộc đấu tranh nhân sự vào tuần trước đã bị tiêu diệt rồi. Bản kế hoạch tôi kêu cậu làm đâu? Đang suy nghĩ. Một tuần rồi mà. Còn đang suy nghĩ. Giờ đây. Thời gian cậu theo tôi không lâu lắm, nhưng tôi đã quan sát cậu một tuần nay rồi mà vẫn không biết cậu đang làm gì. Tôi không cần biết Lincoln có đòi hỏi gì với cậu. Còn tôi yêu cầu người của tôi thì phải thông minh, siêng năng, tích cực. Cậu nói cho tôi biết đi, cậu được điểm nào? Nói cho tôi biết đi. Tôi kêu cậu làm bản kế hoạch một tuần rồi mà phải không? Cậu nói cho tôi biết, thật ra cậu làm được gì? Nè, ba kiểu này nguy hiểm lắm. Cử động kiểu này, bộ không rớt xuống hay sao vậy? Đừng có bao giờ rớt nha. Ý, 35 độ nguy hiểm rồi. Nếu rớt vào chén canh thì tính sao đây, thiệt tình. Cậu có nghe tôi nói gì không? Nghe chưa? Vậy cậu có ý kiến gì? Nè, về phương hướng tôi đồng ý tuyệt đối. Còn về nguyên tắc cũng không thành vấn đề. Còn công việc tôi kêu cậu làm thì sao? Tôi hiểu rồi cô Sử à. Bây giờ tôi đi làm liền, cho dù không ăn trưa cũng phải làm. Ra ngoài. Lúc nãy tôi đã nói gì vậy? Trời, tôi cũng không biết tôi đã nói gì. Nhưng mà trả lời như vậy chắc chắn không bị chửi. Alo. Đâu có hẹn ai. Bây giờ. Vậy chắc các vị đã biết ai hẹn tôi ăn trưa rồi. Dạ, cảm ơn. Mời nội dung. Còn có biết tại sao lúc nào lưng của nội cũng thẳng như vậy không? Là vì tư thế ngồi đứng của nội chính xác. Nội không có nằm dài như con. Nội à, không phải nội thích uống trà sao? Bộ nội có nói không thích ăn món Âu sao? Sao rồi? Cậu đi làm cả tuần rồi, đã quen chưa vậy? Cũng ok, cũng tốt. Được rồi, bye bye. Con ruồi lớn. Ở đây ăn cơm trưa à? Chào cô Sử. Sao nói không ăn cơm cũng phải làm cho xong bản kế hoạch của tôi giao? Xin lỗi nha, vị này là... Nội à, vị này là cấp trên của con, cô Sử. Còn vị này là nội tôi. Thì ra là hiệu trưởng giám. Chắc thầy không nhận ra em đâu. Trước đây em là học sinh trung học của thầy đó. Nè, Sử Văn Anh, lớp 9B năm 1986 đó. Người thường hay bị thầy bắt vào phòng hiệu trưởng nghe giảng đạo đó. Vậy hả? Tôi thật sự không nhớ. Thật không ngờ thầy là ông nội của Vật Lãng. Nè, em còn nhớ lúc đó thầy ghi một lời phê vào sổ liên lạc của em. Câu đó là gì ta? Lơ là, chậm chạp. Trời, thật tình lúc đó em không hiểu bốn chữ này nghĩa gì. Nhưng mà sau khi là cấp trên của cháu nội thầy thì em hiểu rất rõ đó. Vậy khả năng lãnh ngộ của cô có tiến bộ rồi. Tuy hơi chậm một chút, nhưng đỡ hơn đến già mới hiểu. Cậu đó, trước 2 giờ 15 phút phải đem bản kế hoạch lên bàn của tôi. Từ từ ăn nha hiệu trưởng Giang. Lãng à, cậu là cấp trên của con thật à? Hình như đúng. Sao kỳ vậy? Năm xưa cậu thi tốt nghiệp được 2B3E. Vậy mà cũng làm cấp trên của con. Được rồi, con cứ yên tâm. Với thành tích của con thì trong vòng 3 năm nhất định con vượt lên cổ. Tốt quá, tới ngày hôm đó nhất định con sẽ báo với nội. Nè, nội có lòng tin với con mà. Con nhất định giỏi hơn con ruồi nhỏ này. Nói gì nói gì? Con ruồi nhỏ đó. Con không cảm thấy nốt ruồi của cổ y như con ruồi hay sao? Ngày xưa ở trường á, mọi người đều gọi cổ là như vậy. Con gọi cổ là con ruồi lớn. Đúng rồi, đúng rồi đó. Con ruồi nhỏ từng ngày trưởng thành, tỷ lệ thuận với thần hình của cổ. Có phải là ông nội của tôi tớ lắm hay không? Nhất là bên tôi nói xấu cấp trên của tôi, tức cười lắm đúng không? Nhưng mà nếu bạn biết cấp trên của bạn từng chết trên tay ông nội bạn, thì bạn sẽ cười không có nổi đâu. Thầy Chú Kiệt. Chào cháu. Gọi đi. Lại 800 ngàn nữa. Trời ơi, tóm lại cổ nhất là những người dân vô tội. Nè,
vừa làm xong vụ 80.000 đã thêm một vụ 800.000, không phải chứ? Nè anh Kiệt, chúng tôi đang nói về nông trại nuôi gà đã giết mấy trăm ngàn con gà, chứ không phải là nói về góp nhà anh Đường Tài Lanh được không? Trời ơi, mấy trăm ngàn con gà là chuyện nhỏ thôi. Nhớ năm xưa, năm 1997, hả? Khắp Hồng Kông á, chỉ trong mấy ngày đã giết chết mấy triệu con gà. Khung cảnh đó có thể nói là thê thảm biết mấy, nhiều biết mấy. Nè vụ này á, chú hai đây có phần... Hả? Thượng Thủy, Đại Bố, 20 mấy trại gà, giết hết tất cả gà. Lúc bây giờ có thể nói máu gà thành sông, xác gà chất thành núi, xác phơi đầy đường. Đúng là nhát gan một chút cũng sợ đến nỗi tè ra quần. Nè, lúc đó cậu ba vừa mới vào nghề, hả? Đi sau lưng của tôi á, kéo đùi áo của tôi. Nếu không phải tôi dẫn cậu ấy đi, bây giờ cậu ấy sợ đến nỗi không biết làm gì, lúng ta lúng túng, dùng chữ gà để hình dung đi, sợ đến nỗi như gà nuốt dây thun vậy đó. Nếu không nhờ chú hai đây dẫn đường thì làm sao vượt qua được. Sao mà, cho ly cà phê đi, tôi sẽ kể cậu biết từ đầu đến đuôi. Ý, sao lẽ vậy, cảm ơn nha. Chào sếp. Chào sếp. Làm gì đi? Sao kiếm gì chứ? Chào sếp. Chào chú. Gọi tôi thằng ba được rồi, ly cà phê vừa uống rồi đó. Vừa uống rồi, không phải, không dám nhận. Nè, chú từ từ uống đi, uống xong ly cà phê, có vụ cần chú theo dõi. Là vụ hành động tối nay. Hả? Chán thiệt, đã chờ mấy tiếng đồng hồ rồi còn chưa ra tay bắt đầu mổ. Sao kỳ vậy? Sao chưa nghe được tiếng kêu thê thảm? Tiếng kêu thê thảm của heo thì chưa có nghe, nhưng tim tôi kêu thê thảm nãy giờ. Nói thật á, sắp bị mũi cắn xương như cái đầu heo. Cũng may mấy mũi cắn anh mà không cắn tôi. Sao kỳ cục vậy? Làm mấy chục năm rồi, đêm hôm khuya khoắt còn phải ra đây để bị mũi cắn thiệt tình. Thì phải thôi, tại anh ở trước mặt mọi người nói những câu không nên nói nên mới bị đì. Dĩ nhiên sếp ba chơi anh rồi. Sự thật là vậy mà, không có gì không thể cho người ta biết. Năm xưa cô ấy kéo áo của tôi dẫn cô ấy vào nghề. Tôi không thể với lương tâm trời đất. Hành động. Thế đó. Đi, kiểm tra vệ sinh thực phẩm. Nghi ngờ mấy người bỏ heo phi pháp. Đứng yên, đứng yên, đứng yên, đứng yên, đứng yên, đứng yên. Nè, có đường chấp cận. Chạy đi, chạy đi. Đứng yên. Đứng yên. Nè, không được làm bậy. Anh kiểm tra vệ sinh. Anh đừng làm bậy nha. Anh đừng có bắt tôi nha. Đứng yên tại chỗ nha. Tôi còn đường để đi nha. Đứng yên, tôi đừng làm bậy. Đừng làm bậy nha. Tôi còn tới kiểm tra tôi mấy lần. Đừng có dồn, tôi dẫn chứng tượng. Tôi không còn đường để đi. Có phải kiếp trước tôi có thù với anh không? Nè, đừng làm bậy. Không? Nè, anh đừng chạy nha. Đừng có làm bậy nha. Như thằng theo, anh đừng ép tôi nha. Anh đừng có ép tôi. Bình tĩnh đi anh nè. Ép tôi hả? Đứng yên đi. Đừng xấu xa. Đừng để tôi gặp lại nha. Nếu gặp, tôi chém ra làm chân khúc luôn đó. Hả? Đừng tưởng làm vậy là tôi sợ nha. Tay qua đằng khỏi. Tay qua đằng khỏi. Chắc không nhận ra mặt của mình đâu. Chắc chắn mà không tin đâu. Lúc đó cả đám chúng tôi á, lúc ở trong đám cỏ đến 4-5 tiếng đồng hồ, chúng tôi canh chừng lò mổ heo phi pháp đó, không dám cử động. Lúc bấy giờ tôi nhìn thấy trong đó có chút xíu động tĩnh thì tôi quyết định sáng suốt hành động. Xông vào. Dĩ nhiên ông là người quan nhất rồi, là người đầu tiên nhanh như tia chớp xông vào trong đó. Trời ơi, làm cho những người trong đó sợ hết hồn. Sau đó ông khống chế tình hình rất là nhanh, rồi dùng chiêu phích lưng thần chữ nắm. Nắm chặt tên đó, tiếp theo bắt tháo về sở cảnh sát. Bà không tin tôi hả? Tin, sao tôi lại không tin ông chứ? Ông già vẫn còn khỏe, bảo đau chưa già là trung niên cường tráng mà. Dĩ nhiên rồi. Đừng bao giờ coi thường tôi nha, hả? Đừng có bỏ sót đó. Bây giờ tin đồn khắp nơi, nói ở trên á có một chỗ trống, nói không chừng tôi sẽ lên chức cho ông hả? Cấp trên đã nói trắng ra rồi, để tay lên vai tôi. Chú Kiệt, tụi cháu trông cậy vào chú, hãy cố lên, bây giờ ở trên có chỗ trống. Thật sao? Vậy phải dành dụm sẵn tiền mua mắt kiến cho ba rồi. Sao vậy? Nè, thì ông lên chức đó, vậy là ba rất mắt kiến rồi. Nên ở đời cũng có câu, thà khinh người già giàu, chứ đừng có khinh thiếu niên nghèo nha. Trời ơi, ông cũng là thiếu niên nghèo sao hả? Thì là trung niên, trung niên đó. Lẹ lên đi.
Trời quá giờ rồi, còn chưa hết nữa hả? Phải đó, sao không thấy vậy? Trời, ba đứa về đông đủ, đang coi gì vậy? Coi có ai bị người ta chém không? Hả? Bộ có tin giật gân vậy sao? Dạ. Quang Ma nói ba đó, hôm qua đi truy quét lò mổ heo phi pháp, rất là nguy hiểm nên tụi con mới coi, coi có thật sự. Chuyện nhỏ thôi bà, nếu mấy chuyện này cũng lên tivi thì ba thường xuyên lên tivi rồi. Nè, Quang Ma của tụi con đâu? Trời ơi, gọi cho cực kỳ hoài mà gọi không được. Nè, ông gọi giùm tôi đi. Lại gọi nữa, bộ nhà có đồ đặc bị hư hả? Cái máy lạnh của ba đó. Phải đó, giống như mấy tháng mới đi tỉa được một lần vậy. Vậy tức là sao? Không cần giải nước. Trời ơi, mấy cái chuyện giặt này cứ để ba ra tay đi, cần gì tìm Cường Ký chứ. Ông ra tay. Hả? Đúng rồi. Ông nói một tiếng với ba trước đi. Không cần. Khó lắm đó. Nói vậy có phải khinh tôi sửa không được không? Không phải. Không phải. Vậy được rồi, những chuyện cỏn con này rất dễ. Ba má. Hả? Có máy lạnh mới hưởng thụ rồi. Tại sao vậy? Những thứ ba đụng vào rắn cũng chết nữa, còn không thay cái bới thì sao? Phải à. À, cái máy giặt ở trong bếp của má cũng kêu ầm ầm đó. Má ơi má. Trời ơi, sửa cái máy lạnh có gì đâu khó. Nè, làm gì vậy? Nè. Trời ơi, có chuyện rồi. Trời, sao ướt thê thảm dữ vậy hả? Trời, thấm nước vô bên trong luôn rồi. Ba. Nè, lại lên. Nè, tới đây lo phụ ba. Ông nội dạy chúng tôi, làm người phải khiêm tốn. Nói núi này cao, còn có núi khác cao hơn. Nhưng mà ba tôi thì đích thân thực hiện câu, vụ này lớn hơn vụ kia. Trời ơi, là báu vật của ông nội đó. Là châu báu sao báu vật? Chết rồi, sao càng lao chết ướt càng lớn lên vậy? Trời thiệt tịch xuống. Nè, mau biến quá đi, mau giúp ba nghĩ cách đi. À phải á, ông ấy mình giấu nó đi ba. Dĩ nhiên không được rồi, chắc chắn đợi con sẽ biết mất bức từ hoàng này. Sao ướt vậy? Con nghĩ ra rồi. Nè, dù sao cũng xảy ra rồi, thôi thì nói chó đi tiểu chỉ là rủi ro thôi. Ồ, tiểu cái đồng con à, nó còn đi tiểu hay hơn à. Trời ơi, tóm lại lần này lớn chuyện rồi. Hả? À, chuyện gì? Chuyện gì vậy? Nè, con sao bức tự quả của rồi lại để ở đây vậy? Nè, bị cái gì vậy? Tại sao chỗ này ướt hết trơn vậy? Trời ơi, ba có biết không, cái máy lạnh thì cà tàn, cho nên làm cho mọi người hồn vía đâu đâu, y như là đánh giặc vậy đó. Dạ phải, đánh giặc. Đi cái đầu luôn á. Dạ, ba biết rồi đó. Cái máy lạnh trong nhà cứ kêu kịch kết vậy. Cho nên hôm nay con dự định trèo lên coi thử. Leo lên coi thì trời ơi, vừa leo tới thì nhìn thấy trời ơi, là cái gì vậy vàng khè, giống như là rỉ mồ hôi ra làm ướt tấm tranh luôn. Không phải, giống như là chó hả? Là con chó già ở bên cạnh thôi mà. Hôm nay con định đi chợ, vừa mở cửa thì nó gieo một cái xông vào. Có phải nó Phải, chó vào nhà rồi chạy lung tung. Thật là gớm quá, nó tè tùm lum mà gớm biết. Vô nhà vô cửa. Bức tự họa của đội để ở trên lầu mà làm sao có thể tè văng lên lầu được. Dạ, nó vào nhà nó chạy lung tung hết trơn à. Sau đó là chạy khắp nhà, nó còn nhào lên người của con nữa. Tiếp theo thì tụi con muốn bắt nó lại, nên nào ngờ dù cái nó chạy bay lên lầu, nên tụi con đuổi theo, do đó con chó chạy vào phòng sách. Đúng rồi. Nó hiểu rồi ha. Con chó vào nhà rồi chạy lòng vòng chui tùm lum, kết quả chạy lên trên phòng sách chứ gì hả? Có đúng không? Dạ, đúng là vậy. Nên tụi con biết phòng sách của ba thì không có vào được, nhưng con chó điên nó chạy lên trển, tụi con chạy theo bắt nó. Con vừa chụp nó, trời ơi ghê thiệt, dù cái nó chui qua luôn à, nên con nhanh tay chụp cái đuôi của nó. Con định níu lại, nào ngờ không biết có phải mạnh tay quá không nên nó ghim không được, tè ra một bãi, cho nên tè vào bức. Trời, chắc chắn ông mạnh tay rồi, tụi con đã chui sạch rồi, nhưng mà nào ngờ càng kéo càng to cho nên mới như vậy. Phải đó, tất cả tụi con sợ ba không vui thì ra nước tiểu con chó nó bị lên. Bỏ đi hả, con chó lúc nào cũng tè tùm lum mà hả, đâu có hơi đâu mà giận vậy. Bức tự họa của nội chỉ ướt một chỗ này thôi, đem đi làm lại là được rồi. Con chó này vào cũng đúng lúc. Không phải sao hả, nó tới tè một dũng thì làm cho cả nhà chúng ta mọi người đồng lòng giúp đỡ lẫn nhau rồi. Còn chung sức chung lòng nữa. Tiên à? Dạ. Bà nghĩ con chó đó chắc khoảng 40-50 tuổi phải không?
Yên à, nấu thức ăn khuya hả? Nấu thức ăn cho chó. À. Nấu cho con chó già 40 mấy tuổi ăn đó mà. Ông nói là buổi tối ăn không no. Ba. Con không biết là làm dơ bức tượng quà của ba thì ba không được vui. Ba đừng trách ông Kiệt nha. Ông chỉ muốn sửa cái máy lạnh của ba thôi, cho nên mới ra nông nỗi này. Nè, còn bất cẩn đụng trúng cột sống nữa đó. Hèn gì lúc ăn cơm nó nhúc qua nhúc lại. Nè, đào mấy tiếng đồng hồ sao nó không lên tiếng vậy? Ông cố gượng thôi, vì ông tưởng ông còn trẻ. Trời ơi, nó sắp hết 40 mấy tuổi rồi, còn tưởng có thể đánh cọp sao? Trời, bộ xương của nó đánh trống rồi thì được. À, bà Tiên à. Dạ. Ở trên lầu á, ba có thuốc dán phong thấp tốt lắm đó con. Bà lấy một miếng cho dạ, nó. Dạ, được rồi, được rồi. À, con nấu thêm một phần thức ăn chó. Hả? Thì để cho con chó già này nó ăn nè. Lại truy quét lò mổ heo phi pháp. Nè, có phải số 3 muốn lên chức cục, có cần truy quét liên tục không? Phải đó, lại khu hôm trước nữa. Khu đó nữa? Nè, con biết đó, khu đó phần lớn lò mổ heo thuộc dinh thịt heo mà. Lần trước không kiện được hắn, để hắn bảo lãnh được ra. Hắn nói thẳng với tôi, đừng để hắn gặp lại tôi nữa. Thật hả? Thật đó. Khoan đã, nói điện thoại lại. Alo. Làm kiểu này, tức là kiểu tôi đem sinh mạng ra liều lĩnh. Không được, không được. Xin nghỉ. À, là anh hậu tối nay, người nào cũng phải đi. Tất cả mọi người đều không được xin nghỉ đột xuất. Bất kể vợ đẻ, thi cử hay sinh nhật của má, tất cả đều miễn bàn. Chú Kiệt, tối nay do chú dẫn đội. Hả? Lại tôi? Chú không thành vấn đề chứ gì. Chỗ đó chú đi quen rồi mà. Xâm. Dạ. Cậu sắp xếp vấn đề giao thông. Dạ đó. Tiêu, tối nay cậu phụ trách quan sát tình hình, chuẩn bị hành động khi có rủi ro. Có chuyện gì cậu lập tức tiến hành cho quạch B. Ồ, vậy hả? Vậy không được đâu. Có người phỏng vấn dĩ nhiên là theo cấp trên rồi. Chẳng lẽ theo lính lát như chú sao? Xếp ba, có người phỏng vấn dĩ nhiên là phỏng vấn cấp trên rồi. Còn tôi sợ nhất là lên TV á. Bộ phận chính phủ chúng ta chú trọng làm gương mà. Dù sao sớm muộn gì là truyền hình cũng phỏng vấn. Vì tối nay chúng ta chừa phần họ đi. Chú Kiệt, tối nay chú dẫn đội. À tốt, à, vậy tôi không cần đi nữa. Không được, có chú đi. Ở đây, các vị cứ giả. Tạm thời các vị chuẩn bị ở đây. Sau khi hành động xong chúng tôi mới tiếp nhận phỏng vấn. Được, ok, cảm ơn sếp ba. Ui da. Ủa, chú Kiệt, chú bị gì vậy? Sếp ba, xin lỗi nha, đột nhiên đau bụng quá trời. Tôi phải đi giải quyết mới được xong. Dạ, tôi dẫn sếp ba đi trước, tôi tới ngay. Nè, chú giải quyết lẹ đi nha. Dĩ nhiên nhanh, nhất định nhanh mà. Ây, trời. Sếp ba, bên đây nè. Đứng yên, chúng tôi là sở vệ sinh an toàn thực phẩm. Chạy đi. Tôi được chạy, tôi được chạy. Tôi được chạy. Chạy đi. Đó, có người chạy kìa. Chắc là bắt người rồi. Hả? Bây giờ ra ngoài, chắc không bị người ta chém chứ. An toàn hàng đầu, sinh mạng trên hết. Vừa đúng giờ. Hết. Tao nhận ra mày rồi. Không liên quan tới tôi. Tình xấu xa. Không liên quan tới tôi. Người tao truy quét. Không liên quan tới tôi. Cuối cùng với tận tao. Tao thần nó chém mày chết khúc hả? Mày đừng hòng chạy nha. Cứu tôi. Chạy hả? Cứu tôi. À, cậu xong chú Tiêu. Hai cậu qua bên kia tuần tra, cẩn thận tin dinh thịt heo. Yes sir. Rồi cứu tôi với, cứu tôi. Đứng lại. Chém tôi thằng chín khúc. Đứng lại. Chạy. Cứu tôi. Sếp à, chúng có thấy dinh thịt heo không? Hắn chạy thoát rồi. Có. Nó sau lưng sếp. Chết đi. Ai da. Đừng làm bậy. Sếp à, sếp có sao không vậy? Báo rồi, nhiều báo lắm nè. Nè, cậu sẽ có thử đi. Mau lên. Cũng tốt lắm. Thì ra bản kế hoạch cậu chỉ làm trong vòng 5 phút đã được. Hả? Giật lãng. Quả thật cậu có chút thông minh. Ở Mỹ thì có thể gạt được người ta, nhưng ở trước mặt tôi thì vô dụng. Người tôi cần là người có thực lực, chứ không phải người dùng chút thông minh để gạt tôi. Như bản kế hoạch của tôi không có vấn đề mà, phải không? Tôi muốn nói cho cậu biết, bây giờ công ty chúng ta là những người cũ như tôi nắm quyền. Nhưng còn cậu, 2 năm, không phải là người mới cũng không hẳn là người cũ. Cậu có biết cậu thuộc loại người gì không? Là loại người không cũ, không mới, không thuộc về phe nào, hay là loại người có thể bị đuổi? Công ty hả? Bây giờ cắt bớt chi phí.
Nhưng mà chúng tôi sẽ làm theo luật lệ lao động. Phong thư này cho cậu đó. Dân Siêu Kiệt, ông vô đây. Sếp à, cuối cùng cũng tới phiên ông rồi. Tuần sau ông có thể điều chức. Từ nay đường ai nấy đi. Chúc may mắn. Sếp à, tôi được lên chức thật sao? Ông nói đi. Gì? Cứ tôi chuyển qua tổ hành động thứ nhất. Tức là tổ phân vụ đó. Tức là điều tôi đi đổ phân. Sở vệ sinh thực phẩm hoàn cảnh chúng tôi nhất định sẽ không ngại công sức đã kích những lò mổ phi pháp. Chúng tôi sẽ truy quét những nơi này theo định kỳ để bảo đảm vệ sinh thực phẩm và hoàn cảnh và bảo đảm sức khỏe cho người dân. Rất cảm ơn sếp Giang đã nhận cuộc phỏng vấn của chúng tôi. Chuyên đề tin tức sẽ gặp lại quý vị vào tuần sau. Tạm biệt. Quay quay thiệt. Chào ba. Ý ông về rồi hả? Hay quá, hay quá. Ông về trễ rồi, ông về lên TV đó. Vậy sao? Trời, ba lợi hại quá trời. Nhưng mà không sao, tụi con đã thu lại, từ từ coi. Thậm chí coi từng đoạn cũng được nữa, thu rồi. Ông gì? À, thật không ngờ ông lên TV cũng túng túng. Giống như diễn viên điện ảnh vậy, quay. Vừa ăn ảnh vừa phát âm chính xác, lại không có trải âm, trời ơi, hay vậy, vậy à? Nè. Giỏi, quá tuyệt vời nhất. Nè, nói là mới nói thiệt đi, à, coi được không? Làm mê mệt người ta đó. Nè, ông nói hay như vậy, nếu công ty ông tìm ông làm người đại diện thì tuần sau ông đừng có hòng được nghỉ đó. Đúng vậy, tuần sau tôi đừng hòng được nghỉ, tôi làm đêm á. Tại sao vậy? Vì tôi đều đi chỗ khác. Hả? Ông à, ông được lên chức hả? Lên chức hả? Trời ơi, lúc trước ba con đã nói rồi, tại má thấy chưa thành cho nên không có nói ra thôi. Đâu vậy? Tổ hành động thứ nhất cản đảo. Trời ơi, từ đây có tổ sẽ do con trông coi đó. Vậy là làm sếp phải không bà? Tóm lại là rất nhiều việc làm. Giỏi, hai đứa đều giỏi hết á. Giỏi lắm. Ông nội gì đâu hả? Ba, có cần phụ không ba? Không cần. Bà tìm trai không biết năm của ba đã. Không biết năm. Trời ơi, không biết năm là rượu xịn đó nghe. Trời, sao hôm nay nội sang có gì nội? Nè, chai rượu không biết năm này lúc nào tụi con cũng đòi uống hết mà. Dạ. Ôi, dẫn cũng... tôi đây đông đủ mọi người chúng ta uống đi, uống rượu ăn mừng. Quá hô. Quá hô. Dẫn thân nè, con vô trong lấy cái ly cho. Dạ. Ông nội khui rượu là ông nội vui lắm đó nha. Dĩ nhiên rồi, nội con đã chờ được. Một người thì lên chức, một người thì từ Mỹ điều về. Tức là sắp lên chức rồi, trời, nhà mình sắp gặp may rồi. Ba, tối nay ba vui quá cho nên khui rượu. Vậy con sẽ nấu một bữa ăn thịnh soạn cho mọi người ăn nha, có chịu không? Chịu liền. Nè, cho cái nhà phụ má đi. Dạ. Được đó. Nhanh lên nè. Bảo gương. Má lấy nó đi. Má sợ không nghe nói gì cái này đó. Rượu ngon quá. Quen với nội lâu rồi, thực tình ít thấy nội vui như vậy lắm. Chứ nói cho nội biết tôi bị người ta đuổi việc, tôi nghĩ nội sẽ giận lắm. Nội đang tâng bốc tôi lên trời mà. Sao tôi có thể nói cho nội biết tôi đã rớt xuống bồn cầu chứ? Ba, hộp này có được không? Tổ yến chân với đường phượng. Được. Ba lấy coi. Tôi yêu mình đâu đấy, chỉ kích liều sợi, chúng hủy khắp nơi phản trở.